Vâng, thưa quý vị, trong những ngày tháng tư âm lịch này thì mỗi người con Phật lại nhớ tới người thầy đầu tiên của chúng ta. Và khi nhắc tới Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc đi tu. Nói tới Pháp tu là nói tới Phật giáo, và nói tới việc tu hành thì người ta sẽ nghĩ đến rằng tu là phải lên chùa, phải xuất gia, phải mặc áo cà sa, là phải ăn chay, niệm Phật. Phải chăng tu là như vậy, và như vậy thì mới là tu. Trong tháng 4, tháng của những tưởng niệm và tri ân, chuyên mục Đâu Khó Có Ăn Viên xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu đề tài tu là gì qua phần chia sẻ của Đại Đức Thích Đạo Ngộ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bạch Thầy ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay thì chuyên mục Đâu Khó Có Ăn Viên xin được thỉnh giáo thầy về một đề tài rất là quen thuộc ạ. Con nghĩ là có thể ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu ạ. Đó là bàn về chữ tu ạ. Vậy thì tu là gì ạ thưa thầy ạ? Một cách gọi là gần gũi nhất, đơn giản nhất thì tu là sửa. Thế nhưng mà nếu như mình muốn hiểu cho nó thấu đáo thì tu gồm ít nhất là 5 cái lớp nghĩa như sau. Thứ nhất là tu là học tập, là nghiên cứu. Thứ hai là tu là sửa chữa. Thứ ba, tu là hàm dưỡng, là rèn luyện. Thứ tư, tu là kiến tạo, là xây dựng. Và thứ năm, tu là trang sức hay là trang điểm. Còn nếu mà nói một cách thiết thực nhất thì tu chỉ là cái nỗ lực vượt lên chính mình. Thế thì với cái định nghĩa như thầy vừa nói ấy, thì chính Phật tử tại gia lại là những người tu được và là những người rất cần tu. Bất kể là họ đang ở cái vị trí nào, chức phận nào, hoàn cảnh nào ạ. Và thật hoan hỉ khi số lượng Phật tử ngày càng nhiều, họ không chỉ chăm chỉ đến chùa tu tập mà còn tu tập tại gia nữa. Họ hành trì các thời kinh và giữ gìn ngũ giới. Vậy thì với một Phật tử như vậy đã là biết cách tu chưa ạ? Về mặt hình thức á, thì mình có thể coi rằng đấy là họ đang tu tập. Thay vì là họ đi nói chuyện thị phi thì họ ngồi họ tụng kinh, họ ngồi họ niệm Phật. Như vậy là họ đã có một cái thời gian nhất định để họ được giữ gìn ba nghiệp nó thanh tịnh. Thì có thể có họ là đang tu rồi. Nhưng mà đấy chỉ là điều kiện cần thôi, chưa phải là điều kiện đủ. Nếu như mình chỉ một bề tụng kinh, niệm Phật, tĩnh tọa nhưng không có sự chuyển hóa về tâm thức, đơn giản là không tốt lên, không từ bi lên, không trí tuệ lên thì chưa phải là thật tu. Thực tế cuộc sống ghi nhận có rất nhiều người họ tìm đến tu tập bởi vì họ gặp một biến cố lớn trong cuộc sống. Vậy thì phải chăng tu chỉ dành cho những người có duyên hoặc những người mà không tìm được giải pháp trong cuộc sống ạ? Thực ra thì là có nhiều nhân duyên để đến với Đạo Phật để tu tập. Có thể là khi có biến cố xảy ra là họ rất muốn đến chùa để được nương tựa về tâm linh. Thì đấy là một lý do cũng có thể thông cảm được. Nhưng xin thưa là việc tu tập, việc đến chùa không dành cho riêng một đối tượng nào, dù họ là người gặp bất hạnh, gặp biến cố, hay dù họ là một Phật tử rất thuần thành. Ai cũng đến được và ai cũng cần đến. Thưa thầy ạ, vậy thì với những người mà họ cảm thấy cuộc sống của họ đang rất tốt rồi thì họ có cần phải tu nữa không ạ? Thực tế là như nào là rất tốt? Các cụ đã dạy là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cái câu chuyện mà cuộc sống họ rất tốt đẹp ấy, thì chúng ta phải nhìn nhận lại. Không đâu. Năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Bao nhiêu người giàu vẫn khóc đấy. Rồi là bệnh tật chứ. Nên cái nhu cầu tu tập là tất yếu. Mà tu là sửa. Làm gì có ai không muốn sửa mình, không hướng đến cái tốt, cái đẹp. Mà cái đó muốn có được là phải tu, phải sửa. Thưa thầy ạ, như con được biết thì là việc tu tập thì sẽ khiến thân tâm được an ổn hơn. Tuy nhiên thì có những người càng tu, họ lại càng thấy gò bó ạ. Ví dụ như một bác Phật tử mà con quen ạ, thì bác có phát tâm là ăn chay trong 10 ngày chay. Tuy nhiên thì trong 10 ngày chay đấy, có đôi lúc bác có thèm mặn nhưng không dám ăn. Hay là có những lúc đang đi chơi thì bác cũng đành phải hẹn đồng hồ để về nhà tụng kinh. Và chứng kiến nhiều lần như vậy thì con tự hỏi rằng là việc tu tập có phải là kỷ luật, là chặt chẽ gò bó như vậy không ạ? Ở dân gian có câu là cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình không chịu bỏ một chút cái sự nỗ lực, kiềm chế một chút cái sự buông lung thì không có thành quả nào đạt được. Nên là
Phật tử đấy vẫn muốn giữ giới, vẫn muốn ăn chay nhưng cảm thấy rất gò bó, nhưng họ đã vượt lên chính mình ở một mức độ nào đó và họ đã bắt đầu bước vào cái lộ trình tu tập ban đầu. Như vậy cũng gọi là tu. Nhưng thầy xin thưa là đạo Phật thì cũng không có cái sự ép buộc và cũng không tạo ra cảm giác căng thẳng cho tín đồ. Nên là người tu ấy, thì nếu như mình cảm thấy là chưa đủ năng lượng để mà tiến sâu thì mình cứ làm ở cái mức độ vừa phải phù hợp với mình để đem lại niềm vui, an lạc nho nhỏ nhất định. Có rất nhiều người sợ tu ạ. Trong cuộc sống thì có đôi khi họ làm những điều không đúng, dù chưa có ai trách phạt đâu, nhưng tự bản thân họ cũng cảm thấy có lỗi rồi ạ. Thế nên là họ nghĩ rằng là thôi thì thà không tu, còn hơn là tu mà cứ phạm lỗi hết lần này đến lần khác ạ. Vậy thì thầy nghĩ sao về quan điểm này ạ? Họ nghĩ được như thế là họ đã biết tu đấy. Khi họ đặt ra được một cái băn khoăn, thắc mắc như thế là đã chứng minh rằng trong sâu thẳm tâm hồn họ có tâm tàm và tâm quý. Tâm tàm là biết xấu hổ với tội lỗi của mình. Tâm quý là biết ghê sợ tội lỗi của chính mình. Đấy là chất liệu để họ tu tập. Thế còn đương nhiên là nó ban đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn, không ai tránh khỏi. Vì đó là cái thói quen cố hữu trong cuộc sống đời thường, huân tập lâu ngày. Nên là một ngày, một giờ không thể hoàn toàn là trọn vẹn được. Thế còn trong quá trình tu tập, lỡ mà có xảy ra cái câu chuyện mình mắc lỗi, thì ngay khi mình đã nhận thức rằng mình có lỗi, thì đấy là một sự tiến bộ. Và mình yên tâm là Pháp Phật có một phương tiện giúp mình sám hối. Đạo Phật sẽ giúp mình là lúc nào cũng an lành. Kể cả khi có lỗi, cũng có cách để giúp mình sửa lỗi, hướng thiện và hoàn thiện mình. Trong cuộc sống thì có đôi lúc chúng ta sẽ gặp những cái tình huống dở khóc dở cười ạ. Con xin mời thầy cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một tình huống tiểu phẩm ngay sau đây ạ. Chị ạ, sao chị lại vứt rác sang nhà tôi này? Đâu, tôi vứt đâu, tôi để nhờ, tôi đóng cái cửa ấy mà. Chị đừng có đi đâu, tôi mà không về kịp là chị vứt luôn ở đây rồi. Đúng là không tu có khác, xấu tính cửa điều. Này chị đừng nói thế nhá, chị tu mà thế à? Chị tu mà chị cứ mắng người khác chơi chơi thế á? Cái gì? Chị vứt rác ở cổng nhà tôi, cãi nhau với tôi thế này à? Chị mới như nào? Trong cái trường hợp vừa rồi ạ, có thể phân định được là ai đúng, ai sai, được không ạ thưa thầy? Thực ra nói đúng sai ấy, thì cũng khó có thể dùng từ cho chuẩn xác. Phật tử A ấy, là người đã được tu tập nhưng vẫn chưa kiềm chế được tâm. Thứ hai là cái lời nói và cách nói nó chưa ôn tồn, nhã nhặn. Còn người B thì chưa tu tập gì và họ cũng có những phản ứng nó hơi mạnh mẽ quá. Thậm chí họ nói rằng là người tu gì mà thế, thì đây là một cách nói nó hơi bình phẩm. Như vậy là cũng không nên. Giả như là hai người cùng cứ bình tĩnh lắng nghe nhau thì hiểu ra vấn đề thì hai người sẽ hoan hỉ thôi. Nên là cả hai người đều cần phải rút kinh nghiệm và thực sự là cần phải sửa mình. Dạ vâng ạ, sau khi nghe thầy chia sẻ thì con có thể hiểu được rằng là tu không chỉ là việc khoác lên mình áo tràng, là ăn chay niệm Phật tụng kinh. Vậy thì theo quan điểm của Phật giáo, tu là gì ạ? Nếu nói một cách gọi là thuật ngữ Phật giáo ấy, thì có thể định nghĩa một cách nó học thuật nhất là thế này. Tu là quá trình thâm nhập và hành trì áp dụng giới định tuệ để đạt được giác ngộ giải thoát viên mãn. Giới định tuệ trong đạo Phật gọi là tam vô lậu học, mang tính xuyên suốt các pháp môn tu tập để giúp hành giả đạt được kết quả rốt ráo là cái đích thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì có một cái quy chuẩn nào để phân định là tu thế nào cho đúng hay không ạ? Trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh, Luật và Luận đã trình bày rất là chi tiết cái lộ trình tu tập cho đến đạt được quả vị cuối cùng. Tuy nhiên là để cho giản tiện và ngắn gọn nhất ấy, về mặt chuẩn tắc có thể hiểu một cách tinh yếu là cái nguyên tắc tu tập là càng tu thì cái tâm chấp ngã của mình ấy nó càng giảm bớt cho đến đạt được cứu kính vô ngã. Thế còn về mặt đơn giản hơn, tu là mình sẽ xác định nếu càng ngày theo thời gian tu tập mà ý của mình bớt dần tham, bớt dần sân, bớt dần tà kiến, khẩu thì bớt dần nói hai lưỡi, nói không đúng sự thật, nói ác khẩu, nói lời thêu dệt ỷ ngữ, còn thân
thì bớt dần trộm cắp, sát sinh, tà dâm. Cho đến khi mà sạch bong, đấy là đạt được kết quả rốt ráo của việc tu tập. Có người cho rằng là muốn tu tốt thì cần phải nương theo công hạnh của quý thầy, bởi vì quý thầy sẽ giúp chúng ta tu thế nào cho lợi lạc nhất. Tuy nhiên thì Đức Phật lại dạy rằng là hãy làm ngọn đèn để soi sáng chính bản thân mình ạ. Vậy thì trong quá trình tu tập, bọn con không nên dựa dẫm vào người khác hay là như thế nào ạ thầy? Các bậc thầy đã có câu rất là hay là ngọc sáng trong nhà tối, không đèn nào ai hay, đạo giác ngộ không thầy làm sao mà thành được. Không có thầy dìu dắt thì vô cùng nguy hiểm. Thậm chí là mình ban đầu là tâm rất tốt và tu rất đúng, nhưng cái lộ trình tu tập nó vô cùng là phức tạp và nhiều thử thách. Không có bậc thầy có trí tuệ thì vô cùng là khó khăn đối với hành giả đó. Mình quay về lời Phật dạy thì Phật dạy rất đúng chứ. Ngài nói là sau khi ta diệt độ, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đừng nương tựa vào một ai khác, hãy nương tựa vào chính mình. Ý của Đức Phật muốn là nhắc nhở hành giả tu tập là đừng có ỷ lại vào bậc thầy, bậc thiện tri thức. Ngay cả cũng không được ỷ lại vào Đức Như Lai. Hãy tự mình đi trên đôi chân của mình, trên cơ sở học và hành đúng giáo pháp, và cũng trên cơ sở sự hướng đạo, sự dìu dắt nâng đỡ sách tấn của chính bậc thầy chân chính. Con được biết là trong những pháp tu của Phật giáo thì có những pháp tu chính yếu, tu thiền niệm Phật, tu tịnh độ và trì chú tu mật ạ. Những pháp tu này thì đều đưa con người đến con đường giải thoát. Chính vì vậy mà có người nói là tu thì không cần phải sửa lại bản thân mình đâu, mà cứ niệm Phật, cứ trì chú thì tự khắc đi đến con đường giải thoát. Bởi vì là những cái thói hư tật xấu thì sửa bao giờ cho hết ạ. Thì thầy nghĩ sao về quan điểm này ạ? Thì nếu như mình nỗ lực mà ngồi để tĩnh tọa thiền quán, nỗ lực trì chú, nỗ lực niệm Phật một cách nó chuyên nhất thì không đơn giản, đòi hỏi một sự cố gắng cũng khá lớn đấy. Nhưng nó mới chỉ là điều kiện cần thôi, chưa đủ. Bởi vì nếu như mình làm như thế mà mình không sửa mình ấy, thì việc làm đó nó thành hình thức, và đó chưa phải là chân tu. Nhưng mà thì thầy nghĩ rằng là cái người mà thực sự mà đã nỗ lực như thế là họ bắt buộc họ phải chuyển hóa. Bởi vì nếu họ không nỗ lực công phu như vậy, làm sao họ ngồi được nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, họ vẫn có sự chuyển hóa đấy. Có cái là họ nhận thức nó rõ ràng hay chưa rõ ràng thôi. Nhưng mà cũng phải nói thêm là dù mình tu pháp môn nào thì vẫn phải thể hiện ra ở sự chuyển hóa ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Nên là cái câu nói là không cần phải chuyển hóa cái gì cả, mất thời gian, nó chưa chuẩn. Con có đọc một tâm sự của một bạn rằng là bạn ấy càng tu thì càng thấy mình tham sân si có đủ cả. Có ai mà vừa tu mà vừa thấy mình xấu và ác như bạn ấy không? Bạn ấy cũng phân vân là không biết có nên tiếp tục tu hay không. Thì mong thầy hoan hỉ giải đáp thắc mắc cho bạn ấy được không ạ? Yên tâm đi, bạn đó đang tu khá đúng đấy. Bởi vì cái người khó nhất của một con người là biết nhận ra cái sai, cái điều xấu, cái điều dở của mình. Cùng là một con người nhưng mà nhiều khi là không nhận ra mình có cái xấu dở. Thậm chí là được người ta nhắc á, mình còn không chấp nhận. Còn cái người mà biết nhận ra rằng là mình đang sai, đang có nhiều khiếm khuyết, đấy là một người biết tu rồi. Và đấy là một cái nhận thức đúng. Nhưng cái tốt này á, nó chỉ tiếp tục tốt và chỉ thực sự là đúng khi bạn đấy nhận ra sai lầm, nhận ra điều xấu dở của mình và có ý muốn chuyển hóa. Chứ còn bạn đấy lại không có ý muốn chuyển hóa thì đấy lại là điều chưa tốt. Nên là cái bước thứ hai, sau khi nhận ra là mình có nhiều điều xấu dở thì mình phải có ý hướng muốn chuyển hóa. Và bước thứ ba là mình phải áp dụng các cái phương pháp Phật dạy để chuyển hóa những điều xấu dở đấy thành tốt đẹp, thành lợi ích. Thì đấy là lộ trình tu tập rất đúng. Đúng là một hành giả chân tu thì càng tu càng thấy mình có nhiều điểm xấu, nhiều điểm dở. Không phải là vì họ tu mà họ xấu lên, mà vì càng tu càng quán chiếu, soi lại chính mình thì mình mới càng thấy cái điểm xấu dở mà ngày xưa mình ngộ nhận là đúng. Và có thể là ngày xưa mình chưa ngộ nhận là đúng nhưng mình không nhận ra hay chưa nhận ra đó là sai. Ngày nay biết tu nó mới có môi trường, có cơ duyên, có điều kiện để nó bộc lộ ra, nên mình thấy khá rõ. Và như vậy là một điều rất tốt. Bất cứ một thời kỳ nào,
bất cứ một đối tượng nào thì tu vẫn là cần thiết. Vì tu chỉ là sửa mình, nhưng mà muốn mà tu cho nó đạt được kết quả thì là nên nương vào giáo pháp của Đức Phật để đạt được cái sự tốt đẹp mình mong muốn, nhất là đạt được cái sự hoàn thiện chính bản thân mình cho đến chân thiện mỹ. Con rất cảm ơn Thầy đã hoan hỷ chỉ dạy cho con cũng như là quý vị khán giả của Đâu Khó Có An Viên trong chương trình ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật.